Dạ em chào các chị và các bạn, hôm nay em lên clip trường nghề nha các chị. Thì cái hình thức thanh toán mình em các chị nào chuyển khoản em bao xíu còn ship code thì các chị vui lòng gửi phí vận chuyển ạ. Em tên Nương, số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các chị. Rồi em vô cái mã số 1 luôn. Mã số 1 là cây kiềm Fudia này nha các chị, đầu cũng còn đẹp nè, cán nè. Cái này chiều dài của nó là 21 nha các chị. Cái cán của nó chỉ có bị hơi trài trài như vậy thôi nha, chứ còn ngoài ra nó không có rách gì hết nha các chị. Do nó cắn gắn cái vỏ lún lún xuống thôi chứ nó không có rách. Đó, chiều dài 21, lưỡi rồi còn đẹp ha, lưỡi răng rồi còn ngon lành. Cán rồi còn đẹp. Cái này em cắt thử cho điện cho các anh chị mình xem, cắt ngọt ngay ha. Đầu cũng đẹp luôn này. Rồi mã số 1 180.000. Tiếp theo là mã số 2. Cái này của Mary nha các anh chị, Mary. Cái này cái cán này nó dưa dưa là do người ta viết cái tên họ lên trên cái này thôi nha. Chứ còn ngoài ra là nó còn đẹp lắm nha các chị, nó không có bị gì hết á. Cán nó không có rách, chỉ có do cái dính cái mực á mình thấy nó hơi đen đen. Cái đầu rồi còn đẹp ha. Lưỡi rồi còn đẹp hết luôn này. Răng còn ok, lưỡi cắt khít thông hở. Cái này em cắt thử nè, cắt ngọt ngay ha, cái này ngon lắm nha. Rồi cái này chắc chiều dài của nó 19-20 gì, em đo thử 19 nha các chị, chiều dài 19, mã số 2, 180.000 nha các chị. Mã số 2, 180 cho cái kìm Mary này luôn. Trăng là còn đẹp, bên này cũng còn ok. Tiếp theo là mã số 3 nha. Mã số 3 là một cái cây kìm này, đai cây của Tokyo, hồi sau. Cái này cán rồi đẹp lắm nha. Răng rồi còn ok á. Lưỡi cắt khí thông hở này. Đó, cái này nè, Tokyo này. Ôi sao, cái cây này xài bền lắm. Đây, em cắt rồi. Đó, cắt ngọt ngay nha. Rồi, cây này thì chiều dài của nó chắc 18, em đo thử ra. Chiều dài của nó 18 nha các chị, 18 này, đầu còn đẹp, mới tinh luôn này, Tokyo. Bên này này, đó, nước răm rồi còn đẹp hết, cán không rách, không gì, không trài gì hết nha. Rồi cái này mã số 3, 170.000. Số 4 là một cái cây kiềm này của Engineer nha các chị, Engineer. Chiều dài của nó là 16, cây này không có rách gì, giỏi gì hết, cây này còn đẹp nha các chị, cây này không rách giỏi gì hết. Cây này có xi, nước xi màu trắng ha. Răng rồi còn đẹp nè. Cái này chiều dài 16, em cắt thử dây điện. Cũng ngon lành nha các chị. Đó, cái này răng rồi còn đẹp. Nước xi nó hơi à, nước xi như vậy ha. Rồi mã số 4 80.000 nha các chị. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 4 100 thì 80.000 cũng được. Mã số 5 nha các chị là một cái cây kiềm phe này. Cây này của Super Japan nha các chị, cây này của Super Japan, nó mở được 4-10. Đó, Super Japan, cây này nhỏ nha, phe còn đẹp nha các chị. Đây bông phe. Đó, thì cái cây này hình thức của nó là như vậy nha. Cắn tay cầm được còn đẹp hết, kìm trắng. Cây này chiều dài của nó là 14 nha các chị. Chiều dài 14. Mũi còn đẹp lắm nha, không bị gì hết nè. Rồi cái này 80.000, mã số 5. 80. Rồi số 6 cũng cây kiềm phe. Cái này phe của SK11 nha các chị. Cái này mũi nó này còn đẹp luôn, cũng bung như vậy luôn. Đó, cán cũng không có rách nha. Cái này chiều dài của nó là 17 nha các chị. Chiều dài của nó là 17 của SK11. Mũi còn đẹp lắm nha. Đây. SK11 ha. Mũi còn đẹp, cán tay cầm được còn ok hết. Có lò xo bung luôn. Rồi mã số 6, 100. Đây là cây kiềm quả. Cây kiềm quả này của Yusuke nha các anh chị. Chiều dài của nó là 250mm. Thì logo nội địa Nhật. Nó, cái cây này còn mới tinh luôn. Răng ngầm được còn mới tinh như vậy nha. Không có trài xước, không có gì hết nha các anh chị. Đó. Cái này chiều dài của nó là 250, thì khi mình mở miệng mở rộng hết cửa như vậy là 65 nha các chị. 65. Cây này cán cũng còn đẹp á, do nó hàng bãi đi về nó bị cắn á,
nên nó bị như vậy á, nó rách nhà các anh chị về mình dán lại á, mình dán nhẹ lại mình xài thôi. Đó, nó chỉ có cắn nhẹ chút xíu nha các chị. Còn cái này thì cái răng này là xài bền lắm nha các chị, cái răng này nè xài bền lắm mà kẹp nhanh nữa đó, kẹp nhanh để kẹp đó. Mở răng nhanh nữa. Kyusuke logo nội địa Nhật Japan, chiều dài 250 nha các chị đó, còn mới tinh nè, không có rỉ sét không gì hết. Rồi mã số 7 160.000. Tiếp theo là mã số 8 là một cái cây kìm tuốt dây điện này của Vercel nha các chị. Cây này thì còn khá mới luôn, cán tay cầm được còn đẹp ha, Vercel ha. Đó. Cây này bản A nha các chị, bản A này thì mình tuốt được là nó như vậy, nó 0.5, 1.2, 1.6 và 2 chấm nha. Lớn nhất là 2 ly và nhỏ nhất là 1 ly 0.5 nha các chị. Bản A này còn cử luôn, còn đẹp lắm luôn. Đây, Vercel. Cái này thì chiều dài của nó 17 nha các chị. Em thử cho các anh chị mình xem á. Đây em thử nè. Khi các anh chị mình tuốt 0.5 này, dây điện em 0.5 tuốt ngon lành hết nha. Đây. Đây. Hoạt động được ok hết. Cái này còn mới tinh à. Cái ốc vít được cũng còn mới nè. Phần răng được cũng còn đẹp luôn, còn cử luôn. Rồi mã số 8 200 nha các anh chị. Tiếp theo là mã số 9 là một cái cây kìm bấm cốt này của Maxwell. Cây này thì cốt là 1.25, 2, 5.5 và 8 nha các anh chị. Maxwell. Cây này còn mới đẹp lắm luôn rồi. Đầu răng rồi còn đẹp, cắn tay cầm rồi còn đẹp. Cây này chiều dài của nó là 26, hoạt động ok nha các anh chị. Đó, hoạt động ngon lành này. Đó. Rồi cây này hình thức của nó này, logo nội địa Nhật. Cây này đầu rồi răng ngàm đẹp, chiều dài của nó 26. Rồi mã số 9 230 nha các anh chị. Tiếp theo là mã số 10 mã số 9 mã 10 mã 11 nha các anh chị. Mã 11 là một cái cây này, cây này kìm cắt như vậy luôn. Đó. Cây này hình thức của nó nè. Cây này mới chưa có sử dụng nha các chị. Các anh chị mình cây này chiều dài của nó 12, 13 để em đo thử. 12 nha các anh chị. Đó còn mới tinh như vậy, có cái tem. Cây này bán nha. Đây, khi mình bóp mạnh nha các chị, bóp mạnh ra. Đó, lưỡi này còn mới tinh luôn á. Cái này kìm cắt móng, cắt chó mèo, cắt thú cưng rồi này kia. Đó, cắt móng tay cũng được luôn ha. Rồi thì cái cây này hình thức của nó như vậy. Mã số 11, 150.000, mới chưa sử dụng luôn. Tiếp theo là mã 12. Là một cái lưỡi dao Alpha nha. Lưỡi dao Alpha nha các anh chị. Lưỡi dao này còn mới như vậy luôn. Đó. Cái lưỡi này là Alpha Japan. Thì khi các anh chị mình xài, mình có cái cán dao mà màu trắng, cán màu trắng em hay bán á, thì cán bằng nhôm, bằng gì á, inox gì đó, màu trắng như vậy thì các anh chị mình chốt ha, mình về mình thay vô ha, lâu ngày rồi mình thay. Rồi mã 12 40.000 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 13 là một cái cây kiến này. Kiến này không có chữ nha các anh chị. Kiến này còn mới đẹp, không chữ gì hết nè. Kiến này để mình kiến lớp ha. Rồi cái này hình thức của nó đây, em đo chiều dài. Chiều dài của nó là 14 năm nha các chị, phần rộng là 6 sen, nếu mà đường kính trong là 6 sen ha. Hình thức của nó đây. Rồi mã 13 160.000. Tiếp theo là mã 14. Đi. Mã 14 là một cái cây em. Mã 14 là một cái này nha các anh chị. Cái đầu khoan, cái này là 6.35 ly nè. Còn mình khoan cái đầu của nó là từ để em coi, từ 1.5 cho tới 10 mi nha các anh chị. Mình gắn mũi khoan là từ 1.5 cho tới 10 mi thì hoạt động được ok hết nha. Đây em quay vô hết cho các anh chị mình xem này. Từ 1.5 cho tới 10 ly. Đó. Đầu này còn đẹp nha. Đầu khoan này mã số 14 nha các chị, 160.000. Đầu khoan này của cái gì đây em coi.
Sao không có chữ vậy? Đây, da ben. Đó. Cái đầu này là 6.5. 1.5 ra cho 10 mi. 1.5 tới 10 mi. Rồi mã 14 160.000. Tiếp theo là mã 15 ha. Mã 15 là một cái cây cuốc đi đi tuyết, đi núi rồi nha các chị, leo núi rồi nè. Cây này thép không rỉ còn đẹp lắm nha, không có trài xước gì nhiều nha các chị. Tay cái mặt, cái mọc của nó đây. Đi đây à mình. Cái mọc như vậy nha các chị, còn cái lưỡi này, lưỡi đẹp lắm nha. Đó, lưỡi còn ngon lành luôn. Ở đây thì có một cái đầu nhọn để các chị mình xèo găm được ha. Đó, cây này thì hình thức của nó là chiều dài, để em đo chiều dài. Chiều dài của nó là 63 nha các chị, chiều dài 63. Cái phần dài của cái lưỡi này là 28 nha các chị, 28. Còn cái phần rộng của cái lưỡi này là 6 sen ha, 6 sen. Đó, còn mới đẹp nha các chị, mới tinh à. Không có rỉ sét gì, thép không rỉ nên nó còn trắng non à. Rồi mã 15 nha các chị, 500. Tiếp theo là mã 16, là một cái cặp cảo này. Cặp cảo này bự nha các chị, cặp này là dài á. Cặp này thì của tớp nha các chị, của tớp nè. Chiều dài của nó là 250, rộng là 120. Đây, chiều dài này là 250, còn rộng ra này là 120 của tớp Japan. Cặp này còn đẹp lắm nha, không có bị gì hết. Trắng sáng, không có rỉ sét, không có đen gì hết. Rồi cặp này mã số 16 ha, 620. Tiếp theo là mã 17. Là cặp cẩu, cặp cẩu Lotte này nha các chị, cặp cẩu Lotte này. Đây. Đó, nó là rộng của nó chỉ có 25 thôi nha. 25 số 1. Còn mới tinh luôn, mới như chưa sử dụng Lotte con tôm nha các anh chị. Đó, một cặp như vậy luôn, nhỏ xíu nha các chị, mình lưu ý mình nhìn trên cái ngón tay của em nha, nhỏ xíu ha. Rồi mã 17. 120. Tiếp theo là mã 18, là ba cái móc này nha, làm bằng cái Citamon gì nha các anh chị, Citamon gì á. Nè, chứ không... đó, rất là bền nhẹ nha. Nó có ba cái móc này, về các chị mình móc cưa hay mình móc đồ cũng được ha. 50.000 cho ba cái này luôn. Đó. Ba cái còn mới lắm, trắng non à. Cho mã 19. Mã 18 chứ 50.000 nha các chị. Tiếp theo là mã 19, là một cái cặp vít này. Cái vít này là vít góc hẹp nha các chị, siêu hẹp luôn, của Sun Black Japan, còn mới lắm nha. Đầu của nó nè, mũi của nó là mình dùng BH2 và trừ 6 nè. Mình lắc trong góc hẹp ha. Đây, BH2 và trừ 6 lắc góc hẹp. Cái nó dài cỡ 2 sen thôi nha các chị, dài cỡ 2 sen thôi. Rồi còn cái này. Cái này là cũng cái vít góc hẹp của Friend nha các chị. Đây, Friendsy của Pháp ha. Này mũi BH2 này, còn cái cây này là mũi BH2 và trừ 6 này, BH2 và trừ 6. Thì cái cặp này á, là một cây này là 10 sen, còn cây này cỡ 2 sen ha. Thì nó 100 cho mã 19. Mã 19 100 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 20. Là một cái cây nối vít này, cây nối vít này là đây là chân này 6.35 ly của Sun Black nha. Ở Sun Black Japan. Thì cái này nè, nó có truyền động luôn nha các chị. Đó, nó truyền động luôn á. Bẻ góc rồi truyền động luôn. Cái này cũng còn đẹp lắm luôn nè. Đầu mũi nó còn ngon lành hết nha, không bị gì hết. Đó, cái này là chiều dài của nó. Cái này nối vít có truyền động nha các chị. Chiều dài của nó là 30. Còn mới đẹp của Sun Black, còn đẹp lắm nha. Rồi mã 20, 180. Tiếp theo là mã 21. Có cái đuôi chuột này của tớp nha các chị, 12, 10 và 12 của tớp ha. À, đây, đầu bông nha các chị, đầu bông, hoạt động được ok ha. À, 10 và 12, đầu bông cũng còn ngon lành luôn. Rồi mã số 21, 103, 10 và 12 của tớp, đuôi chuột, chiều dài của nó là 23, à, 130.000. Tiếp theo là mã 22.
là cái cây chữ T này, cái chiều dài này là nó là 30 nha các anh chị. Chiều dài này là nó 30 nè. Chiều dài này nó 30, còn cái phần chữ T này là 20 nè. Thì khi các anh chị này, cái này là của Tone nha các anh chị. Của Tone. Đó, của Tone nha. Đầu bi còn đẹp lắm nha các anh chị, đầu bi được còn ngon lành hết nè. Đó, Tone. Nó còn tem luôn á. Có một cái là hàng bãi đi về nó cái nó bị ẩm ướt á, nên nó bị tan tan nhẹ nhẹ thôi. Khẩu của nó là 1/2, mã 22, 200. Tiếp theo là mã 23, là một cái cần trượt này. Cái cần trượt này á là cái cây này, khi các anh chị mình gắn vô ha. Đây, mình có thể gắn cái này. Cây này là cần trượt này. Cái cây này là của Tone Japan này. Đó. Chiều dài của nó là 30 quá. Em đo 30 này 25. 25 nha các chị, chiều dài 25. Còn cái cây này là nó là 1/2 nha các chị, 12.7 KTC. Cái cục này là cục của KTC. Khi các anh chị mình muốn làm chữ T cũng được nè. Mình đút vô ha, mình đút vô nè. Đó. Thì cái này á là nó trong này nó có một cái viên bi nè, mình đút vô là nó dính lại à, nó không có rớt tuột ra ngoài đâu nha. Đó. Còn cái này nó có viên bi ở dưới nè. À. Còn cái này khi các anh chị mình muốn gắn cái khẩu cái đầu nối vô đây. Đầu nối vô đây, mình cũng gắn được luôn nha. Đó. Gắn được luôn ha. Đây. Thì mình vừa mình muốn nối ra, mình muốn làm gì á, mình rút cái này ra mình xài được hai cái luôn. Rồi cái này làm cục này của KTC, cục cây này của Tone, mã 23, 108. Tiếp theo là mã 24. Là một cái tay nối này, tay này hơi trầy trầy nha các chị. Đây, cái đầu này nó hơi trầy trầy đen đen chút đỉnh này. Tone Japan. Hả? Rồi cái này chiều dài của nó 15 nha các anh chị, mã 24, 60.000. Nó hơi đen đen à, em thanh lý luôn nha. Hơi 50 luôn. Cho các anh chị mình xài luôn. Các anh chị nào mình chớp rồi mình nhắn em luôn. 50 luôn nha, mã 24, chiều dài của nó là 15. Tone còn ok, nó chỉ bị trầy nhẹ nhẹ cái đầu đây chút xíu, đen đen chút xíu thôi. Rồi mã 24, 50.000. Tiếp theo là mã 25. 25 là cái cờ lê này. Cờ lê này 10-12 nha các chị, còn đẹp luôn. 10-12 còn mới tinh nè. 10-12 còn mới đẹp nha. Không có tóc sơn, tóc si gì hết. Rồi cái này của KTC. Chiều dài của nó là 20 nha các chị. 10-12 còn đẹp. Chiều dài 20. Rồi mã 25, 70.000. Tiếp theo là mã 26. Ba cái đầu này. Ba đầu này mã 26. Số 8, số 10 và 12 nha các chị. 8, 10 và 12. Thì 8, 10 là còn mới tinh luôn nha. Đó, mới tinh luôn nha nè. 8, 10 là còn mới nha các chị. Đó, còn mới tinh. Còn cái 12 đây nè thì nó hơi trài sơ nha. Nó hơi chóc xi thôi nha các chị. Hơi chóc xi bên đó chút xíu nè. Đó, 12. Cái này là khẩu 3/8 nha các chị. 8, 10 và 12. Chóc xi chút đỉnh. Rồi mã số 26, 100.000 nha các anh chị. Mã 26, 100.000. Cái cục này chiều dài của nó là 5,5 cm. 18, 10, 12, 3/8. Cục 12 này hơi trài tắp xi chút xíu. Mã 26, 100. Tiếp theo là mã 27. Mã 27 là một cái này. Mã 27 là cái này nha các anh chị. Mã 27 là cái số 17. Cái này là 6.35 ly. Ra cái đầu lục giác này là 17. Của KTC ha. KTC. Đó 17 nha. Còn đẹp nha các anh chị. Này còn mới tinh luôn nè. Đó KTC này á. 6.35 ly. Ra 17. Rồi mã số 27. 80.000. Tiếp theo là mã 28. Là cái này 19 của Lotte nha các chị. Của Lotte thì cái này là 6.35 ly. Ra là 19, còn mới tinh chưa sử dụng luôn. Japan. Ra mã 28, 80.000. Tiếp theo là mã 29. Là cái bộ lục giác này nha các chị. Bộ lục giác thì nó hơi trầy trầy nha.
của Asahi nha các chị. Bên này là 68 và bên này là 2.5 345. Đó, bộ lục giác này hình thức của nó đây. Cái mũi được cũng còn ok nha các chị. Đó, cái đầu người ta có xài rồi nè, nhưng mà cũng còn vuông vức đẹp chứ không có le gì nha. Bên này là 68 nè, còn bên này là nhỏ hơn nè. Đó, bên này nhỏ hơn nha. Bên này thì nó có số là đó, lục giác này 2.5 345. Đó, người ta xài rồi anh trầy trài chứ cũng không có ái nha. Cái này cũng còn ok, hoạt động đồ ngon lành hết. Đó. Rồi, bộ này là mã số 129 nha các anh chị. Nó trầy cái thân này chút xíu à. Mã 29 130.000. Tiếp theo là mã 30 là một cái cạo sên của Furita. Đó, Furita. Thì cái này hình thức của nó là như vậy. Để em đo nghe. Em đo cái chiều hoạt động được ok nha các chị. Hoạt động được ngon lành hết nè. Hoạt động được ngon lành hết nè. Thì khi mà cái ti này nè, em đo cái ti này nha các chị. Cái ti này nè, đó, chiều dài của nó là 9.5. Đây, mình giữ nè. Quay hoạt động được ok hết nha. Cái này để em qua. Em qua hết chưa rồi? Đó, hình thức của nó đây. Thì nó để số 3. Cái này thì khi mình quay hết chưa nhà, nó là 10 sen nha các anh chị. Cái phần rộng, cái phần rộng chiều dài này là 11 này. Đó, hình thức của nó này. Rồi cái cạo sên này mã 30 150.000. Tiếp theo là mã 31 là cái cuốc chim này nha các chị. Cuốc chim này không có cán các chị, về mình tra cán ha. Đây, cuốc chim này đó, không có chữ gì hết nha. Cuốc chim này là chiều dài của nó là, đây em sẽ đo chiều dài như vậy nha các chị, là 27 này. Cái phần rộng của cái lưỡi là 5 sen nha. Phần rộng của lưỡi 5 sen, chiều dài của cái lưỡi là 10 sen. Đó, hình thức của nó là như vậy. Rồi, cái lưỡi này là 120.000 nha các chị. Mã 31, 120.000. Tiếp theo là mã 32. Thì cái lưỡi này bự hơn nha các chị. Lưỡi này bự hơn nè. Cái lưỡi này á, là chiều dài của này là 34 ha, chiều dài của cái lưỡi cũng là 10 sen, 11 sen á. Nhưng cái phần rộng của cái lưỡi là 6 sen. 5 sen rưỡi nha các chị. Rộng lưỡi là 5 sen rưỡi, cái lưỡi này. Đó, hình thức của nó đây. Cũng không chữ gì hết. Rồi, cái này là mã số 32 nha các chị, 170.000. Cái này bự hơn một chút. Tiếp theo là mã 33. 33 là em có cái cần này. Cần này bự lắm, cái cần này của Tone nha các chị. Cái cần này là hệ của nó là 1 inch này, 1 inch là bằng 25.5 hay sao. Tone 24 da ben này. Đây. Hoạt động như vậy nha. 1 inch 25. Đó. Đầu bi rồi còn đẹp lắm nha, không có bị gì hết này. Hai bên hai bi Tone da ben cắn này. Cái này nặng dữ lắm. Tone da ben. Cái này hiện 1 inch nha các anh chị. Các chị mình làm việc lớn mình chốt 1 inch, chiều dài của nó là 76. Chiều dài nó là 76. Mã 33 1 triệu. Các anh chị nào chuyển khoản em bao ship luôn nha. Cái này còn mới đẹp lắm luôn này. Các chị nào làm việc lớn á, mình ấy cái này nè. Đầu bi đồ còn mới lắm. Không có tấp sơn tấp si chỗ nào hết. Rồi, mã 33 1 triệu nha các anh chị. Tiếp theo là mã 34. Em có hai cây thước này cũng giống nhau nha các anh chị. Chiều dài của nó là 50, còn cái bề rộng dài là 250. Thì hai cái cây này là 150.000 một cây nha các anh chị. Mã 34 150.000 một cây. Thì em sẽ quay kỹ một cây cho các anh chị mình xem này. Đó. Đẹp lắm nha. Nói chung là nó mới như chưa sử dụng đó nha các anh chị. Nó mắc cái bao bì thôi chứ còn mới tinh này, chữ số đồ đẹp lắm. Của sinh qua chữ số rồi ngon lành luôn. Rồi, cây này là thứ cấp, mã 34,
150k một cây. Thứ này thước thép nha các anh chị, mã 34 150 một cây thước thép. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây. Chúc các anh chị buổi chiều vui vẻ.